15 cách nhìn người giúp bạn thấu hiểu bản chất để chọn bạn mà chơi. Người không thích gây rắc rối cho người khác, đa phần cũng không thích bị người khác làm phiền. Đừng trông mặt mà bắt hình rong, câu nói khuyên chúng ta không nên nhận xét nhân phẩm của một người từ vẻ ngoài. Song bản chất của con người được thể hiện qua vô số chi tiết trong cuộc sống. Cùng tập đôi mắt nhìn người thông qua 15 cách dưới đây. Một, Những người hay phàn nàn và mất bình tĩnh vì những điều vụn vặt thực ra là những người có trái tim ngay thẳng, không thể che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình. Kiểu người này không giỏi che giấu và kiểm soát cảm xúc của mình, do đó khó làm nên đại sự, nhưng họ không mưu mô và đa phần không làm những điều xấu xa. 2. Từ thái độ của một người đối với nhân viên phục vụ có thể biết được phẩm chất của họ như thế nào? Ví dụ, những người thích la mắng nhân viên bảo vệ, nhân viên dọn dẹp vệ sinh và người phục vụ thực sự không được giáo dục tốt. 3. Nếu một người luôn nói về quá khứ của họ tỏa sáng như thế nào, đỉnh cao ra sao, điều đó có nghĩa là hiện tại người đang sống không tốt hoặc ít nhất là không hài lòng với chính mình. Nếu một người luôn nói về việc bạn bè của họ tài giỏi ra sao, điều đó có nghĩa là người này đang không bằng lòng với năng lực của bản thân. 4. Nếu một người lạ nói với bạn về một dự án có thể kiếm được số tiền rất lớn mà không tốn thời gian, công sức hay rủi ro thì bạn nên tránh xa càng sớm càng tốt. Kiểu người này hoặc đang cố lôi kéo bạn vào một kế hoạch không lành mạnh nào đó hoặc là lấy tiền của bạn. 5. Khi một người bắt đầu nói chuyện với bạn về gia đình của họ, điều đó có nghĩa là bạn đủ an toàn để họ bày tỏ những chuyện quan trọng nhất. 6. Người không thích gây rắc rối cho người khác, đa phần cũng không thích bị người khác làm phiền. Kiểu người này thường cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền, nếu bạn nhờ họ giúp đỡ khiến họ bị phá vỡ kế hoạch, họ chắc chắn nảy sinh cảm giác chán ghét, dần tránh xa bạn. 7. Người luôn nói mình lạc lối thực ra không lạc lối, mà là do lười biếng, không chịu xông pha, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn, không thay đổi bản thân, ngại nỗ lực lại càng không chịu cố gắng. Trơ mắt nhìn mình gục ngã. 8. Nhìn vào cách ăn mặc và thói quen ăn uống của một người, bạn không thể biết người này có thực sự yêu thích sự sạch sẽ hay không. Bí quyết chính là bất ngờ đến thăm nhà, bạn sẽ biết ngay trạng thái cuộc sống của họ như thế nào. Đôi khi những gì một người thể hiện cho bạn thấy chỉ là những gì họ cố tỏ ra mà thôi. 9. Những người ghen tị với bạn thường có cùng đẳng cấp và địa vị với bạn, người ta sẽ chỉ ngưỡng mộ và trọng vọng với những người hơn mình vài bậc. 10. Người trầm lặng nhất trong đám đông, hoặc là người rất có năng lực và trầm tính, hoặc là người kém cỏi với lòng tự trọng thấp, nhưng thực tế là người trong trường hợp trước thường chiếm đa số. 11. Khi nhiều người đang thảo luận, người chỉ nghe người khác nói mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào thì hoặc là thực sự không hiểu, hoặc là kiến thức cao thâm. Cũng rất đơn giản để phân biệt đối phương thật sự không hiểu hay giả ngốc, chỉ cần xem họ có thành tâm để nghe kỹ hay không. 12. Một người đứng ở cấp bậc cao bằng nỗ lực của bản thân có thể dễ dàng thấu hiểu người đứng dưới mình, nhưng người cấp thấp lại khó có thể hiểu người cấp cao bởi lẽ họ chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm. Vì vậy, bạn có thể quan sát một người khi làm chức vị cao, nếu họ thực sự quan tâm đến nhân viên của mình thì trước đó họ cũng đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. 13. Người nói giảm cân thì nhất quyết làm cho bằng được, người nói dậy sớm thì quả nhiên dậy sớm. Người nói học ngay thì tức tốc mở ra quyển sách đa phần đều có năng lực tự giác cực kỳ cao, đủ tố chất làm nên chuyện lớn và tìm thấy thành công. Một bốn, người thích ngồi trong góc, tránh né sự chú ý hết sức có thể, thường có ý thức mạnh mẽ về danh giới. Sở hữu thế giới nội tâm phong phú, tinh thần độc lập, bản chất tinh tế và nhạy cảm. 15. Thái độ của một người đối với tiền bạc bộc lộ bản chất thật nhất của họ.